cơn bão ngày hội trải nghiệm Kids Day với những hoạt động tương tác trong môi trường học chuẩn quốc tế đã đổ bộ đất học Vinh nhân dịp khai trương trường Anh ngữ quốc tế Scott English Australia thành phố Vinh, Nghệ An trong 2 ngày 16 và 17 tháng 6 năm 2018 vừa qua. Scott English Australia, trường Anh ngữ chuẩn quốc tế đến từ Australia, đã chính thức có mặt tại thành phố Vinh, đánh dấu bước tiến đầu tiên trong việc nhân rộng mô hình giảng dạy quốc tế. Hệ thống trường Anh ngữ quốc tế Scott English Australia thì đây là một cái thương hiệu chúng tôi mang từ Úc về và với một cái tiêu chuẩn quốc tế 5 sao từ phương pháp giảng dạy, giáo trình, giáo viên, chất lượng dịch vụ và cơ sở vật chất là chúng tôi cam kết mang lại cho tất cả quý vị phụ huynh và các bạn nhỏ cũng như là các học viên tại Vinh nói riêng và tỉnh Nghệ An nói chung một cái chất lượng tốt nhất và theo tiêu chuẩn quốc tế của Úc. Sáng Chủ nhật ngày 17 tháng 6, tại cơ sở mới ở số 2 đường Lê Lợi, thành phố Vinh đã diễn ra sự kiện Ngày hội trải nghiệm Kids Day dành cho các em nhỏ cùng phụ huynh với chuỗi các hoạt động hấp dẫn. Các lớp học thử cho trẻ cùng với giáo viên bản ngữ đem lại môi trường lý tưởng để các em rèn luyện tiếng Anh. Bên cạnh đó, các em được tham gia các hoạt động rèn luyện kỹ năng thế kỷ 21, những hoạt động rèn luyện thể chất và trí sáng tạo trong khu vui chơi với không gian đẳng cấp quốc tế. Đến với ngày hội trải nghiệm Kids Day, các bậc phụ huynh được tư vấn định hướng lộ trình học tiếng Anh hiệu quả, đặc biệt tham gia hội thảo cùng con trở thành công dân toàn cầu cùng các chuyên gia giáo dục hàng đầu. Sau một buổi ấy, được trải nghiệm ấy, thì mình thấy cháu cũng rất là hào hứng về giáo viên bản ngữ ở đây. Và mình thấy cơ sở vật chất ở đây cũng rất là tốt. Scott English đã có mặt ở tại Vinh vào đầu tháng 5 và chúng tôi cũng đã tiến hành một cái cơ sở thiết bị rất là tốt. Và hiện tại ở trên địa bàn thành phố Vinh, Nghệ An thì Scott English về Vinh là một trong những cái mà phụ huynh rất là mong muốn. Thì những cái đấy thì cũng hy vọng rằng là Scott English chính là cái điểm mạnh nhấn của phụ huynh nói chung và bản thân các học sinh nói riêng. Rất là mong muốn để làm sao mà kết quả cuối cùng của chúng tôi là đem đến cái quyền lợi và cái mong muốn nhất của phụ huynh là chúng tôi đáp ứng được. Cùng với nền tảng và giá trị cốt lõi đã được công nhận, Scott English Australia hứa hẹn đem lại một môi trường học tập với chất lượng chuẩn quốc tế, không chỉ trong việc giảng dạy Anh ngữ mà còn trong quá trình kiến tạo nên những công dân toàn cầu trong tương lai.